coi nhé. Ủ cái này à, cái này à, đây, cái này nó là cái lột đây, đây nhé cả nhà nhé, bôi lên da và lột nha cả nhà nhé. Thật ra mà nói á, thì thấy trên hình người ta để quá trời luôn, nhưng mà thật sự Hà cũng chưa trải nghiệm, nhưng mà chắc có thể là Hà cũng sẽ phải trải nghiệm nó thôi, xem nó như thế nào. Mà thấy nó có vẻ như là nó lấy luôn cả mấy cái mụn mụn trên cái mũi mình, và trên những cái mụn mụn đầu đen, mụn trứng cá gì đấy đấy, nhất là cái mụn trứng cá đấy là nó lôi ra được hết luôn. Nhưng mà với điều kiện như Hà biết thừa luôn, những cái này nè mọi người phải để cho nó thật là khô nhé cả nhà nhé. Càng khô thì lúc đấy mọi người mới lấy ra được, còn nếu như nó còn ẩm như vậy ấy, thì nó sẽ không có kéo được ra hết. Phải thật khô nhé cả nhà nhá. Bôi nó lên, mọi người rửa mặt thật sạch, mọi người bôi nó lên, và mọi lúc đó mọi người bôi lên xong rồi mọi người để cho thật khô, mọi người lột nhé cả nhà nhá. Thì cái này Hà sẽ bán cho mọi người với giá nhé cả nhà nhá. Hà báo giá luôn về cái tip mặt nạ lột mụn này. Với cái tip nạ lột mụn này Hà sẽ bán cho mọi người với giá 13 đồng một tip thôi nhé cả nhà nhá. 13 đồng một tip lột mụn, mà nhất là ở những cái vùng mũi này và những cái chỗ cái vùng này thì mọi người biết rồi, nó bị rất là nhiều nhá cả nhà nhá. Cái mụn cám này, mụn cám này, mụn đầu đen này, mụn trứng cá này, các kiểu là nó hay nằm ở đây và trên mũi này và trên trán này thì rất là nhiều, đa số ai cũng bị vậy. Bởi vì dọc cái chỗ này là hình chữ T này, nó là cái tuyến bã nhờn của mình rất là nhiều nhá cả nhà nhá, rất là nhiều luôn. Ngay cả Hà nhìn thì bình thường như vậy, hai cái má đặc biệt không có, nhưng mà thật sự là cái vùng mũi và cái vùng này chắc chắn một người nó phải có, đúng không? Đó, à, Mã Thu Huệ lấy một tip 13 oi một tip thôi nhé cả nhà nhé. À, cái này là giá Hà sale đấy, Hà lấy giá tốt cho mọi người đấy, chứ còn thật sự mà nói đúng với giá của Hà bán đấy, Hà ghi ở trên này luôn, giá là 15 đồng. Hà nói thật, Hà lên like là Hà bán giá đấy. Con ghi lột mụn thôi nhé. Ờ, con ghi lột mụn thôi là được rồi. 13. Ờ, 13. Tuyết Lê một tip này. Thấy thì quá trời luôn ha. Người ta gọi nó là black out luôn mà. Sebum out, smooth skin texture, bokeh luôn. Tức là nó vừa làm cho cái nó vừa làm cho cái da của mình ấy nó mịn, và nó vừa làm cho cái lỗ chân lông của mình luôn nhé cả nhà nha. Nó làm cho cái lỗ chân lông của mình se kít lại, thì tất nhiên đó là một cái điều đương nhiên thôi. Bởi vì khi mà mọi người lấy được hết những cái tuyến bã nhờn ở trong da ra, thì tất nhiên là cái lỗ chân lông đấy nó sẽ phải kít lại. Bởi vì sao? Khi mọi người cứ để nó mà không có làm sạch nó, thì tất nhiên cái lỗ chân lông đấy lúc nào nó cũng mở ra như vậy hết. Cái tuyến bã nhờn đấy lúc nào nó cũng nằm ở cái trên bề mặt da như vậy, thì nó sẽ không có thu nhỏ cái lỗ chân lông được nhé cả nhà nhá. Khi mà mình làm sạch da thì kiểu gì cũng vậy, lỗ chân lông nó sẽ thu gọn lại. Hoặc là những chị em là mình da dầu, da nhờn nhiều ấy, thì mọi người cũng nên nhá cả nhà nhá, nên sử dụng những cái sản phẩm chẳng hạn như những cái mà giống như là xịt khoáng này, vào mùa này này thì mọi người cũng nên xịt khoáng, xịt những cái dạng mà nó nhẹ, dịu nhẹ đó, không cần là những cái xịt khoáng mà nó nhiều khoáng chất nhiều quá. Chẳng hạn như là cái xịt khoáng của bên sung ấy, sung xanh đấy, cái đấy á, nó vừa kềm dầu mà nó lại vừa cấp nước cho da cho mình nữa nha cả nhà nhá. Mà chỉ có 30 oi một set thôi, ba chai luôn, nên mọi người vào cái mùa này á, nó hanh khô này, mọi người nên nha cả nhà nhá, nên xịt khoáng. Hà thấy là nên xịt khoáng vào cái mùa này. À, vào mùa này thì Diệu Hồ chào em nhá. Đấy. À, mọi người vào cái mùa này á thì mọi người cũng nên ủ môi, dưỡng môi thì là chuẩn bài luôn. Chuẩn bài luôn á. Mùa này rồi thì đừng có để cho cái môi mình nó nhăn hay là kia nhé cả nhà nhé. Môi cái phân tử của nó nhá, Hà vừa mới đẩy tính đẩy cái này ra thì Hà vừa mới nhìn thấy cái phân, cái này nó được 100ml nha cả nhà nhá. Cái tuýp này được 100ml. Hà thấy cái phân tử của nó nhỏ cũng giống như là những cái phân tử mà của bên cái mặt nạ lột collagen đó cả nhà, nó cũng nhỏ như vậy luôn nhá. Khi mà bôi lên da thì chắc chắn là mọi người biết rồi, nó đen, nhưng mà mọi người lột mụn cám ra thì mọi người sẽ thấy được những cái mụn cám nó ra nhá cả nhà nhá. Ủa,
Nhìn thấy mà nó ra như vậy thì thấy nhìn thấy đã mắt lắm nhờ cả nhà nhỉ. Nhìn sợ. Nhìn mà thấy mặt mình như vậy đấy. Thật sự mà nói nha, mọi người biết không? Khi mà mình nhìn như vậy á, mình không thấy nhiều, nhưng mà khi mà nó soi dưới cái kính của nó phóng đại lên ra tới gấp trăm lần, gấp ngàn lần đấy, thì mọi người biết là đấy, mặt mình rất là nhiều nếp nhăn và rất là gồ ghề nha cả nhà nhá. Mình nhìn như vậy không đúng thật là mình không thấy, nhưng mà thật sự nó rất là gồ ghề luôn. Có chị em mình đấy cũng hỏi Hà là